Chương chính Thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm Điều 56 Mục đích yêu cầu của thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm 1. Thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm thay đổi hành vi, phong tục, tập quán, sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, ăn uống lạc hậu, gây mất an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người, đạo đức kinh doanh, ý thức trách nhiệm của tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh với sức khỏe tính mạng của người tiêu dùng thực phẩm. 2. Việc cung cấp thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm phải bảo đảm các yêu cầu sau đây. A. Chính xác, kịp thời, rõ ràng, đơn giản, thiết thực. B. Phù hợp với truyền thống văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo, đạo đức xã hội, tín ngưỡng và phong tục tập quán. C. Phù hợp với từng loại đối tượng được tuyên truyền. Điều điều 57 Nội dung thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 1. Thông tin tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn thực phẩm. 2. Nguyên nhân, cách nhận biết nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm và các biện pháp phòng chống sự cố về an toàn thực phẩm. 3. Thông tin về các điển hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo đảm an toàn, việc thu hồi thực phẩm không bảo đảm an toàn. Xử lý đối với cơ sở vi phạm nghiêm trọng pháp luật về an toàn thực phẩm. Điều 58. Đối tượng tiếp cận thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 1. Tổ chức cá nhân được quyền tiếp cận thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 2. Ưu tiên tiếp cận thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm cho các đối tượng sau đây. A. Người tiêu dùng thực phẩm. B. Người quản lý điều hành các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, người trực tiếp sản xuất kinh doanh thực phẩm, C, tổ chức cá nhân sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống, sản xuất kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, người dân khu vực có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Điều 59. Hình thức thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 1. Thực hiện thông qua các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực phẩm. 2. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng. 3 lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. 4. Thông qua hoạt động văn hóa, sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt của các đoàn thể, tổ chức xã hội và các loại hình văn hóa quần chúng khác. 5. Thông qua điểm hỏi đáp về an toàn thực phẩm tại các bộ quản lý ngành. Điều 60. Trách nhiệm trong thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 1. Cơ quan tổ chức đơn vị trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 2. Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành và thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan hữu quan cung cấp chính xác và khoa học các thông tin về an toàn thực phẩm, kịp thời phản hồi thông tin không đúng sự thật về an toàn thực phẩm. 3. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm. Lồng ghép chương trình thông tin truyền thông về an toàn thực phẩm với các chương trình thông tin truyền thông khác. 4. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ quản lý ngành và thủ trưởng cơ quan ngang bộ có liên quan xây dựng nội dung giáo dục an toàn thực phẩm kết hợp với các nội dung giáo dục khác. 5. Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm cho nhân dân trên địa bàn. 6. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng để thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm trên đài phát thanh, đài truyền hình, dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo hình, báo điện tử theo quy định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông. Việc thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng không thu phí, trừ trường hợp thực hiện theo hợp đồng riêng với chương trình, dự án hoặc do tổ chức cá nhân trong nước, tổ chức cá nhân nước ngoài tài trợ. 7. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể tổ chức xã hội có trách nhiệm thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.